Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Mẫu đẩy DK Danakin MVB 550. Hôm qua em có về đã được một con, còn rất là đẹp nhé. Nói chung dòng này thì chơi quá ok rồi. 16 sạc sắt và bù áp 16 sạc than. Máy hàng xịn nhé của DK. Đây, tất cả còn đẹp hết. Bao zin cho các bác nhé. Các bác bật full HD lên xem cho nó được nét. Tất cả còn nguyên zin hết nhé. Con này các bác đánh thoải mái 2 cặp bát 30 full đơn nhé. Đây. Duy nhất một con. $5.200.000 giá bán tại cửa hàng, $5.200.000 các bác nhá, duy nhất một con. Đấy. Hiện tại mẫu đẩy bên em còn rất là nhiều, ngoài mẫu đẩy đây còn một con MA 1.600 kênh, 4 kênh mạch class Y, giá bán 18.000.000. Con này em bao đánh các bác hai cặp full đơn 725 nhá. Hai cặp full đơn 725. Con này em cũng có giới thiệu các bác về cái clip trước rồi, toàn bộ ruột gan bên trong của nó. Tiếng rất là hay. Con này nó còn hay hơn cả growl nữa. Clip sau em sẽ test cho các bác thưởng thức về cái chất âm loa CAF hàng xịn. Các bác nghe thử tiếng này dã man rồi. Đây, cầm loa này cũng hay này. Hôm nay hôm nào sơn màu đen cho nó đẹp. Rồi, các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sở Đỏ, Chính Hải Dương. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và gặp lại ạ.